Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review luyện khí 10 vạn năm tập 205. Ở cuối tập trước, sau khi các ngươi đã quyết định liền theo ta tiến vào đi. Điều duy nhất ta có thể nhắc nhở các ngươi chính là khi ở trong táng tu chủng. Trước mắt các ngươi sẽ xuất hiện đủ loại thế giới muôn màu sắc sặc sỡ. Cho dù gặp phải bất kỳ loại tình huống nào cũng không nên cảm thấy kinh ngạc. Mỗi người xuất hiện ở chỗ này cũng đều có thể tùy thời uy hiếp sinh mệnh của các ngươi. Quan trọng hơn, lát nữa khi tiến vào trong đó, các ngươi sẽ không còn khái niệm bạn đồng hành nữa. Có lẽ ban đầu các ngươi còn có thể kết bạn mà đi, nhưng theo lộ trình không ngừng tiến vào sâu. Hướng đi của vận mệnh cùng hoàn cảnh của mỗi người sẽ thay đổi dựa theo lựa chọn các ngươi đưa ra. Nắm chắc vận mệnh của mình, đây là nội dung duy nhất ta có thể đề điểm cho các ngươi. Từ Dương lầm vào trầm tư, nhưng đúng như hắn vừa nói, mình không có tư cách thay người khác an bài. Chuyện có thể làm, chỉ có thể trong phạm vi khả năng tận lực bảo hộ bọn họ chu toàn. Tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một chuyện, phải như thế nào mới có thể chứng minh mình đã thành công thoát hiểm, rời khỏi táng tu chủng này đây? Câu hỏi của Từ Dương rất nhanh đã nhận được đáp án từ lão giả. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể nhìn thấy 9 loại quầng sáng có màu sắc khác nhau đồng thời chiếu rọi. Bên tai vang lên 18 tiếng chuông, trước mắt sẽ xuất hiện đường núi tiến vào Tiêu Dao đạo môn. Như vậy liền chứng minh các ngươi đã thông qua khảo nghiệm táng tu chủng. Nhớ kỹ, trong táng tu chủng tất cả đều là tồn tại chân thật, bao gồm pháp khí các ngươi nhìn thấy. Cùng tất cả những thứ mà các tu sĩ đã ngã xuống lưu lại đều sẽ là chiến lợi phẩm của các ngươi. Mọi người dần dần hiểu được, nơi này chính là một phần mộ bảo tàng khổng lồ chôn cất vô số thi thể tu sĩ tiền bối. Hấp dẫn cùng nguy cơ cùng nhau tồn tại, kỳ ngộ làm bạn cùng tử vong. Chỉ có xuất ra thực lực cường đại nhất của mình làm che chở, mới có khả năng thông quan thành công. Nếu có thể sống sót đi ra, có lẽ mỗi người sẽ nhận được một lần trưởng thành và lột xác hoàn toàn mới. Nếu như không thể, vậy chỉ có thể là một con đường chết. Chúng ta đã chuẩn bị xong cả rồi, tiền bối làm phiền rồi. Mặc dù lão giả chỉ là linh hồn thể, nhưng khí tức trên người ông lại làm cho người ta có một loại thâm thúy cùng yên tĩnh sâu không lường được. Ông khẽ gật đầu. Chợt thấy từ hồn thể của kim quang nở rộ, ở đoạn cuối sơn cốc trước mặt trống rỗng hiện ra một cánh cửa truyền tống, tản ra khí tức thôn phệ vô cùng cường đại. Đi vào đi, nên đón khảo nghiệm vận mệnh của các ngươi. Táng tu chủng này đã tồn tại mấy chục vạn năm. Bên trong chôn cất vô số nhân kiệt trên đại lục này, vẫn là câu nói kia, lượng sức mà đi, chớ tham lam vô độ. Mọi người lục tục đi vào, Từ Dương vẫn theo quy củ cũ, làm người đoạn hậu, tiến vào cuối cùng. Đang lúc hắn định bước vào trong đó, lão giả có hồn quang lóe ra kim sắc đột nhiên gọi Từ Dương lại. Tiểu hữu. Tiền bối, Từ Dương sắc mặt bình tĩnh quay đầu lại, phảng phất như đã sớm đoán trước được lão nhân này sẽ nói gì đó với mình. Loại cộng hưởng này cũng không phải là thần thông đặc thù gì, mà là bản năng hiểu rõ chỉ khi hai người đều đã đạt tới cấp độ hậu đạo mới có được. Ngươi có biết, cảnh giới cao hơn cận đạo chi tâm một tầng là gì không? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, không gạt tiền bối, cái gọi là cận đạo chi tâm của ta. Dường như không có kỳ kỹ thần kỳ như trong tưởng tượng, sở dĩ có thể khống chế đạo lực là có liên quan tới phương thức tu hành của ta. Đó là đạo do ta tự nghĩ ra, sử dụng cũng thuận buồm xuôi gió như nhau. Cũng không phải, tác dụng của cận đạo chi tâm, bây giờ ngươi còn chưa cách nào nhìn thấu. Sau khi tiến vào chiến trường này, nếu thật sự có tâm ý mê mang, hãy nhớ kỹ, quy tắc thiên địa vạn đạo. Có lẽ sẽ có thể chỉ dẫn cho ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Chỉ cần trong lòng có đạo, thì đạo ở khắp mọi nơi. Lời này nghe có vẻ rất huyền bí. Phỏng chừng nếu đám tiểu tử kia có mặt ở đây, nghe vậy nhất định sẽ không thể giải thích được. Nhưng lúc này Từ Dương cùng lão giả ở cùng một cấp độ, nghe được những lời này của lão giả thì rất khiếp sợ. Mặc dù hiện tại hắn đã tự mình nghĩ ra tạo hóa âm dương đạo, có pháp tướng thiên địa cận đạo gia trì, khiến phương hướng tu luyện vốn dĩ mơ hồ của hắn trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cho dù như vậy, bản thân Từ Dương vẫn chỉ là một người mới bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc thiên đạo. Bởi vì ngoại trừ đạo của mình ra, hắn vẫn còn chưa thể khống chế thiên địa chi đạo, thậm chí ngay cả cảm ngộ cùng câu thông trao đổi đều cực kỳ khó khăn. Nhưng sau khi nghe lão giả thần bí này nói chuyện, Từ Dương bỗng như thể hồ quán định, trở nên đặc biệt thanh tỉnh. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối xin được thụ giáo. Khi một người cuối cùng bước vào cánh cửa ánh sáng này, ánh mắt lão giả mê ly một lát. Không khỏi u sầu cảm khái, hy vọng hắn có thể thoát khỏi khốn cảnh năm đó của ta. Thành tựu vạn đạo chí tôn, vạn cổ vô nhất. Hồn quang nhẹ nhàng lóe lên, liền hóa thành vô số điểm sáng màu vàng một lần nữa trở lại trong tảng đá lớn. Khi Từ Dương là người cuối cùng tiến vào táng tu chủng này,
Một màn nhìn thấy trước mắt làm cho hắn khiếp sợ đến cực điểm. Đây là thực sự là một phần mộ chân chính. Không có bia mộ tinh tế như họ tưởng tượng, không ai để lại tên họ cho những bộ xương trắng nằm đầy trên đất. Chỉ nhìn thấy trên mặt đất, vô số pháp bảo lóe ra hào quang, vẫy tay với những người trong đoàn đội Từ Dương. Trời ạ, chúng ta không phải là phát tài rồi sao? Nơi này ít nhất cũng có hàng ngàn kiện thiên tài địa bảo. Tùy tiện một món pháp bảo đều là cực phẩm, lão đại chúng ta giàu to rồi. Long Khôn kích động thiếu chút nữa khóc thành tiếng, những người khác cũng là kinh hỉ không thể kiềm chế. Duy chỉ có Từ Dương sắc mặt vẫn bình tĩnh nhìn trước. Đừng quên, tiền bối vừa mới nhắc nhở qua, ngàn vạn lần không nên tham lam. Nhớ kỹ lời của ta, mỗi người chỉ được lấy một kiện pháp bảo thích hợp nhất với mình. Đây là mệnh lệnh không ai được tham nhiều. Hiếm khi nhìn thấy bộ dáng Từ Dương nghiêm trang như thế, mọi người mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng đều không có ý làm trái ý tứ của lão đại Từ Dương, dù sao mọi người đều biết đây đều là vì tốt cho bọn họ. Thanh kiếm này, mặc dù không có bất kỳ hào quang nào, nhưng vừa nhìn đã biết là đồ vật của một vị tuyệt đỉnh kiếm khách, có lẽ có thể giúp ta ngưng tụ kiếm tâm. Tư duy của Linh Giao quả thật là tư duy điển hình độc đáo, hào quang lấp lánh khắp mặt đất nàng không thèm để ý. Nhưng lại bằng vào lĩnh ngộ kiếm cảnh của bản thân, tỏa định thanh cổ kiếm nhìn qua bình thường nhất này. Ngay một khắc khi tay nàng nắm lấy thanh kiếm này, kiếm quang cố phác như thể bị bụi bặm phủ đầy cũng tỉnh lại. Nhẹ nhàng lau thân kiếm, sau khi bụi bặm bám trên bề mặt rút đi, trên thân kiếm đúng là khắc hai chữ. Khổ vân. Cái gì? Thanh. Thanh kiếm này là kiếm của kiếm thánh thượng cổ, Khổ Vân. Tâm tính Linh Giao trầm ổn cỡ nào, thế nhưng sau khi nhìn thấy hai chữ này, từ sâu trong nội tâm cũng sinh ra sóng to gió lớn. Ngay giờ khắc này, thân thể Linh Giao phát sinh biến hóa rõ ràng, giống như bị quang mang phát ra từ trên cổ kiếm này tỏa định. Ngay sau đó, mi tâm Linh Giao cũng nổi lên hào quang màu vàng này. Đem cả người nàng giam cầm trong một không gian hư không đặc thù, giống như là một loại phương thức tiếp dẫn độc đáo sau khi được chọn. Chỉ là không gian chung quanh kim quang này đã bị loại pháp tắc chi lực vô cùng cường đại này giam cầm. Đến đây thì cũng khép lại tập 205 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.